trực tiếp được nè. Ê, Yến trực tiếp được. Nãy giờ không có mạng mà ơi, không biết rồi. Trong đây là gì vậy? Bảo không bảo. Bảo lên kia bảo. Quăng đồ ăn vô. Ủa không to. Ăn cái bún cũng được hả? Tiếng rồi. Là đốt trên đỉnh luôn rồi trời. Rồi lên dẫn không? Ờ mềm rồi, cao quá. Xuống kìa, đá mới xuống kìa. Rồi. Cái gì? Rồi Yến vô đây. Ken. Ken. Bill. Bill bên đây nè Bill. Bill à. Bắp nè Bill. Chuột ở đây nè bác hả? Kìa. Nước không còn ướt hả? Chơi không chơi không vậy nè. Ừ, ướt quần luôn. Đi ra vườn dâu. Vườn dâu tới mua bây giờ lẹ lẹ đi. Vườn dâu nè. Ok đi. Tốt bụng quá. Đi đá mẹ tốn tiền rồi nha. Nó mua chứ. Bữa này mua bỏ tiền ra cháu mua nè. Mua gì? 30 ngàn nè. Hộp đó hả? Ừ. Coi lại hết. Gom gom chỗ nó ra nè, đi ra thái dâu rồi cái nó thái dâu lại lên. Phốp phốp giơ tay ơi. Trực tiếp mới có mà. Mới có mạng á. Nãy giờ mắc sống á. Trưởng đoàn nè. Trưởng đoàn của nhà. Chuột Hunter. Thảo thảo. Gớt đâu hộ? Gớt hả? Ủa chết rồi.